Với chủ đề Tinh Hoa Giữa Ngàn Mây, lễ hội trà San Tuyết, huyện Văn Chấn lần thứ nhất được khai mạc vào lúc 20 giờ tối nay và kéo dài đến hết ngày 28 tháng 9. Đây là sự kiện văn hóa du lịch giới thiệu sản phẩm đặc sản trà San Tuyết Yên Bái đến với du khách. Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hiện có 500 hectare diện tích chè San Tuyết. Với những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, chè San Tuyết mọc tự nhiên trên vùng núi cao, thân cây cao, búp và lá chè rất to, có màu xanh đậm. Khi trời còn mây mù, những búp chè còn ngậm sương, bà con ở đây đã trèo lên cây hái từng búp chè. Ngoài việc thu hái đúng thời điểm, thì người thu hái phải có kỹ thuật. Chè sau khi thu hái sẽ trải qua các công đoạn làm héo, lên men, dò chè, sao chè và lên hương. Các công đoạn này cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo để chè không bị nát và giữ được lớp nhung cứng trắng. Hiện nay, nhiều hộ ở xã Suối Giàng cũng đã đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến và nhiều sản phẩm trà chất lượng cao như lục trà, hồng trà, hoàng trà và bạch trà có giá từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng một ký.